Đồ gỗ Đức Hiền xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay ngày 17 tháng 7 năm 2014. Và tại sao trong cái bìa có chữ custom? Bởi vì là hôm nay chúng tôi quay chiếc tủ chùa bầu này, tủ chè này và bộ trường kỷ cho hai anh hải quan. Hai anh đều là cán bộ hải quan, một anh trong Hồ Chí Minh và một anh thì đang công tác tại Quảng Ninh, Hải Phòng. Thế thì đây là trên hình ảnh là cái chiếc tủ chùa bầu. Đây từ trên đỉnh nóc này, hình ảnh đầu bên kết nghĩa này, xuống dưới này là đây các cái đây là các cái cảnh tiếp theo. Đây là Thái Công Thất Thập Ngộ Văn Vương nói về cảnh cầu người hiện tài. Thế bên này thì những cái cảnh cổ xưa và cái dáng từ những cái nóc cong rồi những cái đây đi quay cận cảnh ấy. Tóm lại là cái kết cấu là nó rất hiểm hóc, rất khó làm. Nhìn từ trên xuống hoặc là nhìn hắt từ dưới lên thì bất kể góc độ nào trông đều có cái kiểu dáng có thể nói là ngắm mãi không chán. Người ta gọi là tủ chùa bầu. Tủ chùa bầu này được làm bằng gỗ gụ và ngang 1,5 m. Với cái cách tháo lắp là phần bệ là riêng, sau đó đến hai cái phần thân là bắt đầu từ cái cột này hất ra là một khối, bên này cũng thế, và bên giữa này có một chiếc cánh tủ và cái phần hậu của nó. Sau khi lắp xong thì lấy cái nóc chụp vào và cái chương này đặt vào là xong. Chúng tôi xin nhắc lại là hôm nay ngày 17 tháng 7 năm 2014. Và quý khách, xin mời quý khách truy cập vào đồ gỗ Đức Hiền.com, đồ gỗ Đức Hiền.com, hoặc gọi điện thoại đến kỹ sư Đức số 0984 666 999. Chúng tôi sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của quý vị. Vừa rồi là xong rồi cái phần chiếc tủ chùa bầu. Và bây giờ sang lướt qua cái bộ trường kỷ gỗ gụ. Chúng tôi xin nhắc lại là đây là làm bằng gỗ gụ và chọn từ những cái gỗ gụ đanh nhất và nhuộm vôi sẫm và đánh hoàn toàn, đánh trần mộc, không có một tí sơn si gì hết. Cái này gọi là theo phương pháp làm gọi là phương pháp giả cổ, đúng như cái hàng đã dùng được 50 năm hoặc là 100 năm. Tuy nhiên đây vẫn là chỉ là làm mới thôi, để làm trong thời gian 1-2 năm trở lại đây thôi. Đi vào chi tiết gần hơn nữa, từ những cái khu ở tận đằng hậu, những cái chuyện như thế này. Hay là đây mở cánh ra mới thấy là bên trong, cánh chặt quá. Bên trong từ những cái giá cốc hay là những cái chuyện ở đằng hậu. Tức là chúng tôi chép lại nguyên bản từ những cái tủ cổ của các cụ như thế nào là mình làm đúng như thế, không bớt một nét nào. Và như quý vị đã biết thì những cái hàng này ấy, thì ngày xưa chỉ dành cho các cái cỡ từ chánh tổng trở lên, hay các quan phủ, quan tỉnh. Ôi! Còn đây là bộ trường kỷ, lướt qua thôi. Bây giờ chúng tôi quay gần nữa một cái tủ chè này một chút. Tủ chè này cũng làm gỗ gụ vào với phong cách tương tự như cái tủ chùa bầu. Và chú ý nhất ở cái tủ chùa chè này là cái hệ mảnh của nó, cái bộ mảnh của nó. Bộ mảnh thì so với các cái mảnh của cái tủ thông thường nó dày gấp 2,5 lần. Cái bệ nó cũng như vậy. Tủ chè này chúng tôi đã giới thiệu một lần rồi, hôm nay quay lướt qua rồi. Cái bệ này là tủ tứ linh, long lưu, quy phượng và đủ cả phúc lộc thọ, tức là những cái dây đồng tiền, con rơi và các hình chữ thọ, đồng thời là các cảnh nho sắc để cầu mong sự bình an, mạnh khỏe đến cho gia chủ. Thế còn ở cánh của nó là cánh là khảm ốc, và đây quay này nó rất là chói, nó không nhìn rõ được cái độ nét của nó. Khi mà nhìn ở những cái góc khác nhau, và đồng thời có thể nói là bây giờ có lẽ tôi sẽ tắt điện đi thì chúng ta mới nhìn cái phần khảm nó mới rực rỡ lên. Cái phần khảm nó lại lạ chỗ là nó tối, nó chỉ còn lại một ít ánh sáng thì nó lại bật cái sắc dậy, còn sáng quá thì nó lại lóa. Đây, tắt điện đi. Rồi, có lẽ là sẽ kéo giảm lại. Hiện đây chúng tôi đang quay tại tầng 3 của Đồ gỗ Đức Hiền. Như quý vị nhìn thấy xung quanh là 200 m² chật kín. Và ở đây là chúng tôi là 6 tầng. Nhưng mà 6 tầng cũng đều chật kín đồ. Bởi vì lượng hàng, làm những cái hàng nó rất là lâu và cái cơ số dự trữ nó phải lớn thì mới kịp đáp ứng cho khách hàng được. Đây, khi mà tôi đã kéo rèm vào và tắt hết điện đi thì bắt đầu nhìn thấy một số chỗ nó mới long lanh cái màu sắc đỏ và vàng chanh. Đây là bộ chân kì. Clip đã dài, chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã quan tâm và cũng xin nhắc lại clip này là được quay theo yêu cầu của hai anh hải quan, hai anh custom, một anh ở trong Hồ Chí Minh và một anh đang ở Máy Tư, Hải Phòng.